này là như thế nào? Candy, tôi xin lỗi, nhưng tôi bị ép làm như vậy. Mày cũng biết nghe lời đấy. Cái gì cô nói tôi làm, tôi đã đều làm rồi. Cô ấy thả anh ấy ra. Chưa xong đâu, vẫn còn một việc mà cô phải làm. Cô cũng muốn tôi làm gì nữa? Làm gì à? Dừng tay! Cô định làm gì? Cherry, cứu anh! Mày, hãy giết bạn mày đi! Cherry! Nhanh lên! Mày có chờ gì nữa? Làm đi! Cherry, cứu anh! Được chưa? Mày làm tốt đấy. Bây giờ cô giữ đúng lời đó của mình đi. Hãy thả anh ấy ra. Được, tao sẽ thả nó ra. Nhưng mày phải ở lại đây. Cô có muốn gì ở tôi nữa? Muốn gì thì lát nữa mày sẽ biết. Được thôi, tôi đồng ý. Thả nó ra. Vâng. Con à! Anh không sao chứ? Tại sao lại giết Kenny? Em không còn cách nào khác, em phải cứu anh. Thôi, anh đi đi. Không được, em phải đi cùng anh. Anh không phải lo cho em đâu, đi đi. Mau đi đi. Trời ơi, hãy cẩn thận. Đi đi. Mày đã chọn tình yêu mà bỏ đi tình đồng đội của mày à? Cô đã sai lầm rồi, tôi không hề bỏ một thứ gì hết. Giết chúng mày! Thì ra, đây là tất cả các kế hoạch mà chúng mày bày ra.
cũng vậy. Ra với cậu vậy? Bọn Alibaba, bọn chúng đã bắt nghiếu tớ. Vậy sao? Vậy bọn chúng có đòi hỏi gì không? Bọn chúng muốn tớ và cậu đi người không đến đó. Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tớ và cậu và cả người yêu cậu nữa. Tớ có cách này. Cậu hãy đưa cô ta về trước đi. Tớ muốn ở lại đây một chút. Thôi được rồi. Để bây giờ tớ đưa cô ta về trước. Đi! Chết, tớ cũng phải cứu cậu ra khỏi tay bọn Alibaba. Chiếc ô tô đó đến vậy sếp? Nó chuẩn bị đến nơi rồi đấy. Vâng, em cảm ơn sếp. Chào sếp. Lẽ nào đây là chiếc ô tô robot mà sếp đã gửi cho mình? Dạ vâng, em vừa nhận ạ. Mà chiếc ô tô này sử dụng thế nào vậy sếp? Có nhìn thấy chiếc tay cầm điều khiển chưa? Dạ, em nhìn thấy rồi ạ. Đây là chiếc tay cầm để điều khiển con robot. Vâng ạ. Thì còn đôi mắt trên tay cầm thì sử dụng như thế nào vậy ạ? Nút bên phải sẽ là nút tình hình con robot, còn nút bên trái là nút để bắn, hai nút còn lại là để điều khiển con robot. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Cô ấy hành động thật là tuyệt nhé. Vâng ạ, em cảm ơn sếp. Chào sếp. Chào cô.
Hả?